Nghệ An có rất nhiều món ăn đặc sản như nhút thanh chương, tương Nam Đàn. Và bánh đa đô lương cũng là một trong những món ăn dân dã mang đậm hương vị xứ Nghệ. Bởi nguyên liệu, công thức chế biến cũng như mùi vị hoàn toàn khác biệt so với bánh đa ở những vùng miền khác. Bánh đa gắn với kỷ niệm thời thơ ấu của người con đất Nghệ. Trẻ em nơi đây mỗi chiều đi học về lại được nhấm nháp chiếc bánh đa vừng vừa giòn tan vừa ngon ngọt. Sở dĩ bánh đa làng Vĩnh Đức ngon hơn so với các vùng khác, một phần là do mạch nước ở đây làm cho cây lúa làng có hương vị đặc trưng riêng. Và cái quan trọng nữa, đó là bí quyết trong cách làm bánh. Do đó, khi lấy nguyên liệu từ nơi khác về để làm bánh, thì bánh sẽ không được ngon như khi dùng nguyên liệu tại chỗ. Cách đây khoảng là gần 200 năm, là ở đây là có các cái dân ở ngoài các cái miền đến đây trở thành cái làng là cư ngụ ở đây và thấy cái đất ở đây có lúa gạo tốt vừng nhiều cho nên cũng đã sinh cụ thể năm tháng nào thì có ai họ họ nào thì cũng rõ lắm. Nhưng mà xuất phát là có cái nghề làng là ở đây người ta gọi là bánh khố, nhưng mà ở các chúng nó gọi là bánh đá, và đây là gọi là bánh đá vừng. Và đồng thời là hiện nay trong làng thì hầu như là tất cả đây đã còn cả 5-6 đời là truyền lại để làm nghề này. Bánh đa được làm từ bột gạo, tiêu, tỏi và cùng một số gia vị khác. Những nguyên liệu này tuy dễ kiếm, nhưng để được một chiếc bánh ngon thì phải đảm bảo nhiều yêu cầu khắt khe. Như gạo để làm bánh phải là gạo trắng, tuyệt đối không được lẫn trấu hay cám. Nếu gạo không trắng, sạch sẽ làm cho bánh không được trong, mất đi vị ngon của bánh. Vừng đen cũng phải là loại vừng ngon, sạch, không được ẩm mốc. Vừng đen sau khi rửa thật sạch sẽ được đem đi phơi thật khô. Để làm được cái bánh đá một cái sản phẩm ngon sạch với thành một cái bánh đá của truyền thống của làng nghề á, của truyền thống cha ông để lại á, thì mình cần có những như là gạo này, vừng này, gia vị là tỏi này, cất cái này, tiếu này, mít chính với muối. Thì mình mới làm ra được một cái sản phẩm, một cái bánh đá ngon. Mà cái hướng liệu của, cái nguyên liệu của chiếc bánh đá là coi như là toàn là hướng liệu là tự nhiên cả. Để làm được món bánh đa vừng ngon, người ta phải dùng gạo mới, ngon để làm bánh, chứ không pha lẫn bột sắn, bột ngô như một số bánh đa nơi khác. Gạo sau khi ngâm qua một đêm sẽ được đem đi xay thật nhuyễn. Trước đây, người ta thường dùng những chiếc cối đá xay bằng tay để nghiền gạo. Nhưng giờ đây, để tiết kiệm sức lao động, người ta có thể dùng máy để nghiền gạo cho nhanh. Nhờ vậy mà nước gạo xay cũng sánh, đều và mịn hơn. Bột pha nước vừa đủ sền sệt rồi trộn với thứ vừng đen hảo hạng, không có hạt vỡ, cùng với tỏi, ớt xay nhỏ, tiêu đầm mịn và những gia vị vừa đủ khác. Sau khi trộn vừng đen và các gia vị vào bột gạo pha nước, người ta bắt đầu thực hiện công đoạn tráng bánh lên chiếc vỉ bằng vải đặt trên nồi nước đang sôi. Làm bánh đa vừng đen cũng lắm công phu, nhưng công đoạn có thể nói là kỳ công nhất, đòi hỏi sự khéo léo của người thợ, đó là khâu tráng bánh. Nếu người thợ tráng bánh hơi non tay, thì bánh sẽ không có được độ đều và dày cần thiết. Để khi bánh đã khô, có thể nướng hoặc chiên sẽ phồng đều mà không bị vẹo bánh. Khi bánh chín thì vớt ra, trải đều các bánh lên giá đem ra phơi nắng khoảng một ngày là thành thành phẩm. Nếu không có nắng,
thì phải phơi 2 đến 3 ngày bánh mới khô. Trước tiên mình chọn cái nguyên liệu để mà làm là mình phải làm chọn cái gạo sạch, vừng sạch, tất cả các cái giả dụ như cái tiêu, cái cãi với cái tỏi là mình phải đòi hỏi là sạch, không thể là không đưa những cái cãi là những cái cãi hân đà chuyển sang ủ rồi hoặc là thổi rồi mình đưa vào là không thể được, là mình phải có cái tấm của nhà nghề. Thì sau đó rồi là mình về làm mình gạo là mình phải vo rửa là rửa sạch nước quá nước lạnh, cả vừng mình cũng phải rửa nước lạnh mình phơi lên cho khô. Còn gạo thì mình rửa xong là mình xay nhuyễn, thì mình đảo là đảo 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 là gia vị này, vừng này, đây là gạo mình đảo lộn lại, thì đó bắt đầu là mình đưa vô công đoàn để mình tràng bánh, mình tràng ra rồi thì bắt đầu khi đó là mình lấy mình xay hoặc là mình phơi theo nặng của thiên nhiên. Nướng bánh cũng là một nghệ thuật. Để làm sao cho bánh vừa dậy lên được mùi thơm của vừng hòa quyện với tỏi, lại vừa không bị cháy và phồng bánh. Khi nướng, ta phải lật đều bánh, nướng kỹ, ta phải nướng bằng lửa than để bánh mới ngon, giòn đều. Khi bánh được nướng chín, nó không mang vị ngọt lịm của đường, mà có vị ngọt bùi của gạo, của gừng, hòa quyện với vị cay nồng của tỏi, tiêu, một chút hơi mặn mặn, chất đặc trưng của mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió này. Làm mình đá thì nó cũng rất là vất vả, phải thức khuya dậy sớm. Ngày xưa thì xây bằng quy đá phải xây tẩy, nhưng mà giờ thì có máy rồi thì mọi việc vẫn thuận tiện hơn. Nhưng mà những hôm mà nặng to thì phải là hùng cứ vất vả, thì là phải trào trở ngoài nặng cái để cho được nặng, rồi là chiều thì toàn vào để ép sáng mai đi chờ bạn. Bánh đa là thứ bánh dân dã, dễ ăn kèm với các món ăn khác hoặc ăn riêng. Bánh đa cũng có thể được ăn kết hợp với bánh mướt, một thứ bánh cũng được làm từ bột gạo. Cái dẻo của bánh mướt quấn vào một miếng bánh đa, chấm vào bát nước mắm và ớt tỏi. Cái cảm giác giòn tan đậm đà khiến cho ai đã một lần thưởng thức thì khó lòng quên được. Được cái sản phẩm đấy chỉ thì hắn tốt cho cơ thể thôi. Ừ, cho con thì không có cái chí hài cả, không có cái chí hài cho đến sức khỏe cả. Nói chung là ra nhỏ an toàn. An toàn là cái sản phẩm của cái truyền thống của thủ công, về nói chung là ra cái bánh mình mà dùng đến cái bánh khô với là dùng lạc dùng nở thì nói chung là an toàn, không phải sợ là có hóa chất gì hoặc là độc hại đến người tiêu dùng. Trong những ngày nghỉ cuối tuần, chị Trần Thị Hằng thường mua hến ngoài chợ về để chế biến món bánh đa xúc hến cho gia đình cùng thưởng thức. Món ăn này vừa ngon, mát, vừa dễ làm, rất phù hợp với khí hậu của miền Trung nắng nóng. Bởi hến sông Lam vừa mát vừa bổ, ăn cùng với dưa leo xúc bánh đa. Ngoài ra,
Bánh đa cũng có thể ăn kèm với gỏi bắp chuối, hến xào, một món ăn cũng rất mộc mạc của người miền Trung. Món bún giá cá ruốc sẽ ngon hơn nhờ một miếng bánh đa. Bỏ lên ít bún, thêm ít giá sống và một mẩu nhỏ cá hấp, rồi chấm vào bát ruốc đã đâm ớt, tỏi và bát chanh. Vị cay nồng hòa cùng vị ngọt bùi làm món ăn thêm hấp dẫn. Ông ơi, ông không mời bình thường kìa. Đa vừng đen là một món ăn rất là dân dã, nó có sự kết hợp giữa vừng đen với lại tỏi, ớt để tạo thành một cái hương vị đặc trưng cho cái món ăn bánh đa vừng đen này. Nó có cái khác biệt giữa các cái món có khác biệt giữa cái bánh đa ở đây khác, như bánh đa dưa chẳng hạn. Thì bánh đa dưa thì họ làm bằng nước cốt dưa, chứ riêng món bánh đa này, bánh đa vừng đen này thì nó thì có một cái hương vị đặc trưng riêng của nó. Bánh đa vừng Đô Lương cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như tinh bột gạo, protein, vitamin B1, vitamin C, canxi, sắt. Chính vì vậy mà món bánh đa vừng luôn là sự ưa thích của mọi lứa tuổi. Ngoài giá trị dinh dưỡng, bánh đa vừng còn có tác dụng giúp điều hòa tỳ vị, lợi tiểu, chống oxy hóa, cải thiện tuần hoàn máu. Cái đặc điểm của cái ở đấy á, thứ nhất là sản phẩm này là phải khẳng định là sản phẩm sạch, có cái chất lượng, có cả cái hương vị đặc trưng. Tại vì trong cái bánh á, thì là gạo là phải gạo ngon, vừng thì là vừng tốt. Nhưng mà người ta làm trong đó có một số nguyên liệu, ví dụ như là tiêu, tỏi, rồi là các thứ mi chính có vừng, có rồi là người ta đã làm khi ăn cái bánh á, thì cảm thấy nếu như không tính thì không thể phát hiện ra cái mùi gì. Nhưng mà nó vừa cay, vừa có cái béo mà lại vừa ngon. Món bánh đa vừng đen dân dã mộc mạc như chính tính cách của con người xứ Nghệ. Có thể nói, tất cả những gì tinh túy nhất của đất trời, quê hương được kết tinh trong từng chiếc bánh. Để rồi, bao người con xứ Nghệ khi đi xa đều day dứt mong ngóng ngày về.